gã khổng lồ quang khắc, ASML, ông vua gia công chip, TSMC, ông trùm chip ô tô, NXP Semiconductor. Ba công ty này đều có chung một người cha, Philips. Đúng vậy, chính là công ty chuyên sản xuất dao cạo dâu, màn hình và vô số các loại thiết bị gia dụng lớn nhỏ, nhưng ít ai biết, Philips từng là một ông lớn trong ngành chip và đã có ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện toàn cầu của ngành công nghiệp này. Trong loạt video về chủ đề ngành bán dẫn, hôm nay, tôi sẽ giúp bạn khám phá câu chuyện về ba gã khổng lồ chip được nuôi dưỡng bởi Philips. Năm 1879, bóng đèn giấy tóc carbon của Thomas Edison đã gây chấn động thế giới. Phát minh này cũng mở ra tầm nhìn mới cho một công tử nhà giàu 22 tuổi người Hà Lan, Gert Philips. Anh nhận ra rằng bóng đèn sẽ trở thành một sản phẩm phổ biến trong tương lai. Sau đó, Gert bước vào đại học, lập đội nghiên cứu và dốc sức vào các thí nghiệm. Với sự hỗ trợ tài chính từ cha, cuối cùng anh đã chế tạo thành công một bóng đèn tương tự như của Edison. Năm 1891 công ty Philips được thành lập, có người từng nói rằng bóng đèn của Philips đã thắp sáng nửa châu Âu. Đến năm 1911, Philips âm thầm mua lại công nghệ bóng đèn giấy tóc von Verlan tiên tiến từ General Electric, nhưng đi cùng với công nghệ này là hàng loạt đơn kiện về vi phạm bản quyền, không muốn mãi chỉ là người sao chép Edison, Gat quyết định trở thành một Edison mới. Năm 1914, Philips thành lập phòng thí nghiệm Philips, họ chỉ tuyển dụng những nhân tài xuất sắc nhất, cho phép tự do chọn đề tài nghiên cứu và không giới hạn ngân sách. Phòng thí nghiệm này nhanh chóng trở thành thiên đường cho các nhà khoa học, một loạt phát minh ra đời như dao cỏ điện, đèn tiết kiệm năng lượng, đèn năm cực, máy hút bụi, và nổi điện, và máy pha cà phê. Năm 1954, Bell Labs chế tạo thành công máy tính sử dụng bóng bán dẫn đầu tiên, có tên cha Ngay năm sau, Philips cũng bắt đầu phát triển bóng bán dẫn, chính thức bước chân vào ngành công nghiệp chip. Đến năm 1975, Philips mua lại sức nế tích, một công ty do cựu nhân viên của Fairchild Semiconductor thành lập. Thương vụ này giúp Philips trở thành nhà sản xuất chip lớn thứ hai thế giới, trở thành một quái vật công nghệ thực thụ. Từ quái vật này, ba của trứng vàng đã ra đời, ASML, TSMC và NXP. Trong đó, email được sinh ra một các khó nhằn nhất. Năm 1963, Philips quyết định tự sản xuất máy quang khắc. Lúc đó, các khổng lồ trong ngành quang khắc là công ty Ghici của Mỹ. Philips đã mua các thiết bị mới nhất của Ghici, sau đó thảo dỡ, nghiên cứu và tiến hành một loạt thử nghiệm phát triển ngược Đến năm 1967, Philips chế tạo thành công một chiếc máy quang khắc, nhưng lúc này, xe đã phát triển ra một sản phẩm tiên tiến hơn. Philips nhận ra rằng, việc chỉ sao chép là không đủ để vượt qua xe họ cần tiếp tục đầu tư vào đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu để tạo ra những bước đột phá mới. Năm 1984, thế hệ sản phẩm đầu tiên BAT 2000 cuối cùng cũng hoàn thiện, Philips quyết định tách mảng kinh doanh máy quang khắc ra, hợp tác với một gã khổng lồ chip khác của Hà Lan là ASM để thành lập ASML, giao cho nó quyền tự chủ phát triển. Văn phòng của AEML chỉ là dãy nhà gỗ dựng tạm bên ngoài trụ sở chính của Philip. Cạnh đó còn có cả thùng rác, điều kiện làm việc đã tồi tàn. Kết quả kinh doanh còn tệ hơn, trong khi ghi xin nhận các đơn hàng lên đến hàng trăm chiếc, thì AEML có doanh số bằng không theo nguồn từ Economic Observer. Năm 1986, ngành bán dẫn bước vào thời kỳ suy thoái, máy quang khắc tồn kho nghiêm trọng, khi xe mở rộng quá nhanh nên thất bại nặng nề, đến năm 1988 phải bán mình để tồn tại. Ngược lại, ASML nhờ nhỏ gọn mà linh hoạt, xoay chuyển tình thế, cùng năm 1986, họ hợp tác với SASI để nâng cấp hệ thống quang học và cho ra đời PAT 2500, sản phẩm này thành công được bán cho công ty lớn của Mỹ là Sapporo Semiconductor, trong khi các đối thủ thua lỗ nặng. ASML ăn mừng chiến thắng và nhanh chóng trong 90% thị phần. Về sau, ASML tiếp tục phát triển công nghệ in chìm và công nghệ EUV, trở thành gã khổng lồ thực sự trong lĩnh vực quang khắc. Đáng tiếc, khi đứa con này ngày một lớn mạnh, cả hai người cha là ASL và phí lấp lại không thể chủ vướng. Năm 1988, ASML bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùa đông bán dẫn và phải bán cổ phần của ASML, Philips trở thành người giải cứu và nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, lúc này Philips đã trở nên quá cồng kềnh và yếu đuối vì chiến lược đa dạng hóa không hiệu quả. Năm 1990, Philips báo lỗ hơn 20 tỷ đô la Mỹ, lập kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử Hà Lan. Đến năm 1995, sau khi ASML niêm yết trên sàn chứng khoán, Philips bắt đầu bán dần cổ phần, đến năm 2004, họ hoàn toàn thoái vốn khỏi ASML. Hiện nay, giá trị thị trường của Philips vào khoảng 24 tỷ đô la Mỹ, trong khi ASML đạt mức 280 tỷ đô la Mỹ, nếu Philips không bán ASML, có lẽ câu chuyện đã khác, nhưng lịch sử không có giá như Điều đáng tiếc hơn việc bán mất ASML là bán mất TSMC. Hiện nay giá trị thị trường của TSMC gấp khoảng 4 lần ASML. Năm 1985, Trương Trung Mưu thành lập TSMC tại Đài Loan. Khi chuẩn bị thành lập TSMC, công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, Trương Trung Mưu muốn tìm một tập đoàn quốc tế làm nhà đầu tư lớn để tăng uy tín. Philip nhanh chóng giơ tay tình nguyện vì họ đã có nhà máy tại Đài Loan từ trước. Đầu tư vào TSMC không chỉ là mở rộng mà còn là một cách để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, ban đầu, Trương Trung Mưu từ chối Philip vì cho rằng họ quá mạnh và có thể can thiệp vào hoạt động kinh doanh. Ông Trương đã gửi thư mời đầu tư đến hơn chục tập đoàn lớn như Intel, Texer Incitorman nhưng đều bị từ chối, cuối cùng, chỉ còn Philip là lựa chọn duy nhất. Năm 1986, Philips trở thành cổ đông sáng lập lớn nhất của TSMC. Philips đầu tư 58 triệu đô la Mỹ, sở hữu 27,5% cổ phần của TSMC và trở thành nhà đầu tư sáng lập lớn nhất. Tại sao ông Trương lại chấp nhận để Philips nắm giữ tỷ lệ cổ phần cao như vậy? Vì ngoài việc thiếu vốn, TSMC còn thiếu công nghệ, là một tay chơi mới. TSMC cần sự bảo trợ công nghệ từ các tập đoàn lớn để tránh bị kiện tụng về bản quyền. Mối quan hệ này không chỉ giúp TSMC mà còn thúc đẩy sự hợp tác với ASML. Khi ASML chưa được công nhận, TSMC là khách hàng đầu tiên mua thiết bị của họ. Khi ASML trở thành ông lớn với công nghệ EUV, họ cũng ưu tiên đảm bảo đơn hàng cho TSMC. Tuy nhiên, Philips không chỉ bán ASML mà còn bán cả TSMC, hoàn tất việc thoái vốn vào năm 2008, khi giá cổ phiếu của TSMC chỉ khoảng 5 đô la Mỹ. Hiện nay, giá cổ phiếu của TSMC đã tăng lên khoảng 200 đô la Mỹ. Việc bán ASML và TSMC chỉ là một phần trong chiến lược rút lui khỏi ngành chip của Philips, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ông lớn như Intel và Broadcom, Philips đã sớm không muốn tiếp tục tham gia. Năm 2006, Philips bán toàn bộ mảng chip cho một quỹ đầu tư tư nhân, từ đó hình thành NXP Semiconductor. Dù bị đuổi ra khỏi nhà, NXP nhanh chóng khẳng định vị thế. Năm 2007, họ mua lại mảng kinh doanh điện thoại của Silicon Laboratories. Năm 2008, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, NFP tiến hành tái cơ cấu lớn, một mặt mua lại mảng kinh doanh đầu thu của Canix System, mặt khác cắt giảm 4.500 nhân sự. Năm 2015, NXP mua lại Ken Semiconductor, một công ty trước đây thuộc Motorola. Khi đó, doanh thu của cả hai công ty đều trong khoảng 40-50 tỷ đô la Mỹ và việc hợp nhất đã giúp NXP trở thành nhà sản xuất chip ô tô lớn nhất thế giới. Đến nay, NXP vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với giá trị thị trường 54 tỷ đô la Mỹ. Ba công ty còn từ Philips. ASML, TSMC và NXP giờ đây đều có giá trị vượt xa công ty mẹ. Tại sao Philips lại không giữ vững được những thành tựu này? Câu trả lời có thể nằm trong một sự kiện vào năm 1967, khi đó Philips đã chế tạo thành công máy quang khắc đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì tập trung phát triển công nghệ, ban lãnh đạo lại dành sự chú ý lớn hơn cho một chiếc máy giặt có hệ thống tự cân bằng trong buổi triển lãm của phòng thí nghiệm. Kết quả là Philips đã bỏ lỡ những cơ hội lớn trong ngành chip để theo đuổi các sản phẩm gia dụng, dẫn đến việc rút khỏi ngành bán dẫn.